bốn vấn đề chính là gì các bạn? Tôi sẽ lần lượt tôi chia sẻ các bạn và tôi nói tại sao là như vậy, chứ phải tôi ngồi tôi liệt kê không, tôi đóng máy tôi về. Thứ nhất, đó là đại dịch các bạn. Đại dịch toàn thế giới và đại dịch cụ thể đó là toàn Việt Nam. Như các bạn thấy, hiện hình nhìn chung chung cả thế giới nha, là đại dịch nó cũng lắng rồi, lắng nhiều rồi, lắng rất nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn phải hết nước. Còn ngay cả những nước phát triển như Canada, như Mỹ này, như Anh như này, như Úc này, vaccine có thừa, toàn vaccine xịn thôi. Tôi chưa nói vaccine không xịn nhé, vaccine xịn thôi. Kinh tế thì dồi dào, cái gì nó không tốt thôi. Bây giờ tôi đưa những cái điều kiện bác sĩ ở Việt Nam đưa ra để mà chống dịch tại nhà này. Thứ nhất này, ăn uống điều độ, đảm bảo sức khỏe. Bên tôi có thừa và những nước phát triển có thừa. Cái thứ hai, tôi nói thêm nữa, có chích vaccine 2 mũi. Cái thứ ba, nhà cửa thông thoáng, bên này thông thoáng lắm, hít thở khí trời thoải mái. Cái thứ tư, tập thể dục thường xuyên, tự nhiên bệnh nó thuyên giảm, tập thể dục thường xuyên. Và ngủ ngon giấc, quá ngủ ngon luôn. Mà không lo lắng gì nữa, đâu sợ đói. Ngay cả lockdown được 2.000 tháng sợ mẹ gì đó. Vân 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 vân. Bên tôi rất có điều kiện, cũng như các nước phát triển rất có điều kiện thì mới gọi là đất nước phát triển. Vaccine thì chích đầy đủ. Bây giờ chích 2 mũi các bạn, tức là đầy đủ mũi. Ở Canada gần 90% rồi. Nhưng mà nhiễm bệnh vẫn có, người chết vẫn có, chứ không phải là không. Tuy nó thấp nhưng mà có, không phải là không. Và Mỹ cũng thế, Úc cũng thế, chỗ nào nó không có, có hết, không hết được. Và khi nào hết, không biết khi nào hết luôn. Đó là những nước có điều kiện các bạn. Mà có điều kiện là tôi dựa vào cái kiến thức của ông bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Mà khi ông tới nhà cái ông Lý mà ở thành phố Hồ Chí Minh, mà ông vào ông thăm, ông nói vậy, tôi lặp lại y vậy luôn. Mà đúng như vậy, bác sĩ nói đúng như vậy. Nhưng mà các bạn quay lại Việt Nam, những cái điều kiện mà ông bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ông đưa ra là rất khó thực hiện. Tôi nói đa số người dân Việt Nam nha, cho tôi nói mấy nhà giàu, mấy con cộng sản hạng nhất hạng nhì ở nhà biệt phủ biệt thự thì vô tư, đừng nói đâu. Tôi nói đa số người hàng bốn như tôi này, những đề hàng bét như tôi này, ở Việt Nam này, không có điều kiện chống dịch. 2 mũi vaccine, trời ơi, chua cay lắm, khó lắm. Mà tôi chưa nói 2 mũi gì mới được nhé. 2 mũi Pfizer hay là Virocell, nó khác nhau trời vực. Tôi không dám chê nhé, tôi không dám chê ai hết. Mà tôi nói chất lượng nó khác nhau, sản phẩm nó khác nhau. Vaccine là sản phẩm, mà sản phẩm có thể là sản phẩm tốt, sản phẩm không tốt, có chuyện bình thường. Giống như một cái áo chẳng hạn, cái áo nhiều giá lắm. Có cái áo này có 20 đô, có cái áo này tới mấy trăm đô, thậm chí có cái áo thế này mấy ngàn đô cũng là áo. Vaccine nó không vậy thôi. Đó là thứ nhất nha. Tiêm đủ 2 mũi ở Việt Nam đã khó rồi, tại vì điều kiện có. Khó khăn, đâu có tiền đâu mua, toàn đi xin không à. Cái thứ hai nữa, có ăn gì đâu mà đảm bảo sức khỏe. Đó chết mẹ luôn, làm gì có đầy đủ chất dinh dưỡng trong người. Khó, mấy tháng này quạt hết trơn rồi, giống như càng mà gãy cua mà gãy càng mẹ. Lết thôi, không lết thì lạ. Rồi không khí có trong lành, để mà hít thở khí trời các bạn. Ở Việt Nam rất khó, và hơn 70% dân là không thể hít thở khí trời trong lành được. Người ta ở trong ngõ, trong ngách, trong hẻm, trong hóc, làm hít thở khí trời trong lành. Bí rị à, bây giờ lại lockdown nữa, là lại là cái như là phong tỏa nữa, người không là người, khó lắm. Tập thể dục thường xuyên. Sao mà tập được, chỗ ngủ nó cũng có nữa, đòi nó tập đâu tập được. Ngủ ngon giấc thôi, mẹ lo chết mẹ luôn. Cơm mà lấy ăn, gọi là ăn từng giờ chứ không phải từng bữa nữa. Lo chết mẹ luôn, thất nghiệp dài dài. Người cá nhân thì thất nghiệp không có lương, mà doanh nghiệp
thì ở nhà, có như ở công ty thì cứ trả chi phí. Đơn hàng thì bị mất, khách hàng thì rút hết, chuẩn bị khai phá sản, làm sao mà ngủ ngon giấc được các bạn. Đầy lo lắng. Rồi dân số thì quá đông, mật độ dân số quá cao, người với người làm sao mà giữ khoảng cách được. Rất khó các bạn. Ở Việt Nam rất khó chống dịch, chứ không phải là chống dịch giỏi, khó, khó kinh khủng lắm. Bây giờ đưa ông Biden ở Mỹ tới đây, hay là ông Donald Trump cũ tới tới Việt Nam cũng chịu hả? Cũng bó tay chấm con mà. Tại vì cái tình hình, cái địa thế mình như vậy nó rất là khó. Môi trường thì ô nhiễm nữa. Bây giờ ở trong nhà thì ít ô nhiễm, mà vài bữa mở cửa ra lại là khói bụi mịt mù, môi trường ô nhiễm. Bây giờ tôi thấy rác rưới bất tùm lum ở Việt Nam. Tại vì bây giờ không cho người ta đi đổ đổ rác, thì người ta dùng rác ở đâu? Người ta đem quăng vào đường đại. Tôi thấy mấy cái chốt mà người ta rào quăng rác đầy, càng ô nhiễm nữa. Ô nhiễm mà càng bệnh nữa. Khổ vậy đó. Dân tình ta nó khổ vậy các bạn. Cho nên cái việc đầu tiên mà chống dịch ở Việt Nam muôn vàn khó khăn. Ở đây tôi không chê, tôi không có chê người Việt Nam chống dịch dở nha, tôi chưa chê, tôi không chê. Mà tôi nói cái điều kiện chống dịch rất là khó. Nói vậy cho mình cũng thông cảm với mấy ông cộng sản Việt Nam vậy là không. Tại vì đặt trường hợp người nào tới nó cũng khó, khó hết á. Đó là những cái nguyên nhân khách quan, tôi chưa nói những cái nguyên nhân chủ quan nữa. Ở đây tôi không phân tích nguyên nhân chủ quan, tôi không dám chê nữa. Tôi nói nguyên nhân khách quan thôi, rất là khó khăn các bạn. Rất khó, mà bây giờ phong tỏa rồi mấy tháng rồi, dân tình nó đói nó chịu không nổi nữa rồi, nó bó chân bó tay, nó bị khùng bị điên hết trơn rồi. Doanh nghiệp thì chuẩn bị là đã phá sản và chuẩn bị phá sản vậy rồi, thì có hoạt động chứ đâu, chi phí vẫn trả, đơn hàng thì mất mẹ hết. Ở Việt Nam chủ yếu là gia công ở cho nước ngoài, gia công là những cái công ty mà có cái lượng nhân viên rất là lớn, gia công cho nước ngoài, mà nước ngoài bây giờ nó chờ hoài chờ mãi, có những cái chuỗi supply chain, tức là cái chuỗi cung ứng nó gãy mẹ rồi, bây giờ ảnh hưởng tới dây chuyền của họ, ảnh hưởng tới cái sản phẩm của họ chứ. Cho nên họ phải lấy đơn hàng từ Việt Nam, người ta đưa qua chỗ khác, người ta gia công. Ví dụ người ta qua Campuchia, người ta qua Bangladesh, người ta qua Trung Quốc, bên đó người ta còn may vá còn giỏi như Việt Nam vậy, đâu có thua gì Việt Nam. Mất đơn hàng hết, doanh nghiệp chuẩn bị phá sản, người dân thì thất nghiệp nói rồi. Và bây giờ cái đóng cửa mãi thế này là không ổn. Đóng cửa mãi thế này, doanh nghiệp đâu có hoạt động đâu, thuế đâu thu. Người dân có đi làm đâu, thuế đâu đóng. Ngân sách không có. À, nó tôi nói xong, bây giờ tôi đang nói vaccine, tôi đang nói dịch bệnh này. Bây giờ mà đóng cửa mãi thế này cũng ổn. Mà bây giờ mở cửa ra cũng khó lắm, phải dễ đó các bạn. Tôi nghe một số các bạn nói, ơi anh ơi, bây giờ Hà Nội chuẩn bị mở cửa rồi nha. 2 tháng nay em mở kênh của anh, em coi đã đời ông địa luôn. Nhưng mà bây giờ em thích ra ngoài cơ. Em ở nhà em chịu không nổi, như bạn rên tôi vậy đó, trong kênh của tôi đó. Hà Nội chuẩn bị mở cửa rồi, vui lắm anh ơi, bọn em phải đi làm, tội nghiệp như sợ. Thì dân ở đâu cũng vậy hết, người ta thích mở cửa lắm. Tại vì ở trong nhà chịu không nổi. Chịu không nổi thiệt đó chứ. Tôi ở đây tôi chịu ngoài tập thể dục bình thường, nhưng mà phải đeo khẩu trang, người cách người 2 mét là cũng đi chợ đi bút bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam quá kinh khủng. Như vậy còn hơn lockdown nữa, gọi là thiết quân luật. Kinh khủng vậy đó. Cho nên dân chịu không nổi. Bây giờ cứ mở cửa cái đã. Mở cửa cái đã. Chết bỏ. Đói có rồi. Virus thì đắt thay đâu hết. Nó nhìn nó bay đâu cũng thấy nữa. Nhưng mà thấy đói chết mẹ luôn. Mở cửa. Tới đâu tới mở cửa. Tâm lý ai cũng vậy cả các bạn. Nếu tôi ở Việt Nam thì tôi mày mở cửa ra đi. Chết bỏ. Virus mình có thấy đâu. Người mình vẫn khỏe. Mở cửa đi ăn đi làm đi chơi mà đóng mãi tới nay chắc tôi chết trong nhà quá à. Cho nên dân tình rất trong mở cửa. Nhưng mà đứng về mặt quản lý nhà nước, đứng về mặt người ta nhìn tổng thể. Ví dụ như là cái nhìn của ông Phạm Minh Chính chẳng hạn, ông là nhìn tổng thể. Ông là coi như là tổng giám đốc chống dịch, đúng không? Bây giờ ông là tổng giám đốc chống dịch đúng không? Thì ông nhìn tổng thể ông thấy chứ, nguy hiểm vô cùng. Bây giờ mở cửa ra nguy hiểm vô cùng. Ông ngượng tay, ông không mở. Nhưng mà ông lại nói là chúng ta không thể phong tỏa mãi được. Chúng ta phải sống chung với đại dịch. Khổ vậy đó. Nhưng mà ông hiểu rằng mà mở cửa ra mà sống chung với đại dịch là coi chừng đại dịch nó quất luôn. Nó quất chết luôn. Bởi vì nhà khoa học nói rằng muốn sống chung với đại dịch thì phải tiêm ít nhất 70% dân số, ít nhất nha, 2 mũi.
tôi chưa nói hai mũi gì nữa các bạn, hai mũi Pfizer hay là hai mũi như nước lạnh nữa không biết nữa, tôi chưa nói hai mũi gì mà hai mũi rồi đó. Bây giờ Việt Nam hai mũi chưa, bây giờ tổng số dân chích hai mũi được bao nhiêu phần trăm, bây giờ tôi nói cỡ 5-6% là nhiều rồi. Mà bây giờ phải đạt tới 70%, còn dài lắm các bạn. Làm sao mà biết bao giờ mà tới 70% các bạn, trong khi các bạn thấy cái nguồn vaccine bây giờ đâu có thấy nhiều nhiều đâu, toàn là hứa hẹn không mà chưa thấy nơi nữa. Nhưng là không thể đóng cửa mãi được. Bây giờ hơn giữa tháng 9 rồi, không thể đóng mãi được, đến tháng 10 phải mở. Chẳng là tháng 10 đóng nữa, tháng 1 đóng nữa chết mẹ luôn. Khó khăn vô cùng. Cái này nước trái cây nha, không phải uống sữa đâu nha. Có nhiều đứa nói tôi uống sữa. Uống sữa không được có sao đâu. Tiếp tục nha. Bây giờ đến tháng 10 phải mở, không thể đóng lại được, tôi nghĩ như vậy. Mà tháng 10 này mở thì cũng sợ như tôi nói đó. Số người mà tiêm chủng hai mũi đâu có nhiều đâu, mở ra là lây nữa, lây nữa chết nữa. Nhưng mà không thể đóng, đưa một cái thế mà rất là khó chịu. Tôi nói thiệt nữa, nếu tôi mà làm vị trí nhông trên, nó từ chức mẹ rồi tôi về tôi làm đông dân cho khỏi, nó nhức đầu lắm. Không thể xoay chuyển đâu được, rất là tội cho ổng các bạn. Bây giờ tôi thấy tôi thương ổng, tôi thương ông Chính thật sự, khó lắm. Bây giờ đóng cửa mãi cũng được, mà bây giờ mở cửa lại sợ, sợ nha. Dân tin không sợ, tôi thấy dân không sợ. Dân không sợ đúng rồi, ở nhà mệt quá chết mẹ, nó mở ra cho rồi chết bỏ, đi chơi đi ăn đi làm với lẽ. Nhưng mà những cái người mà đứng trên tầm vĩ mô, người ta rất là sợ. Tại vì mở ra là sẽ lấy gì, mở ra người đi ăn đi làm đi qua đi về nói chuyện tùm lum tùm la, mặc dù là mở từ từ nhưng phải là mở cái rầm, nhưng mà mở ra là người phải tiếp xúc với nhau, chẳng lẽ gặp nhau lơ đứng xa. Nhưng mà Việt Nam gặp nhau lơ đứng xa cũng khó, tại vì người đông quá làm sao mà gặp nhau lơ đứng xa được, làm sao mà giữ khoảng cách được các bạn, khó lắm. Tại vì người đông quá, nhất là ở đô thị, đô thị nào đông hết trơn, Thành phố Hồ Chí Minh đông, Hà Nội đông, Đà Nẵng đông, chỗ nào đông hết, không có chỗ nào đông cả. Chỉ có vùng quê là tương đối thoải mái thôi. Mà khi mở cửa như vậy, cho dù khống chế tới mức nào đi nữa thì người với người cũng sẽ gặp nhau, cách nhau 2 mét khó lắm. Siêu thị mở cửa, quán ăn, quán xá, rồi nhà máy mở cửa, công nhân đi làm, rồi vân vân và vân vân, là người ta sẽ gặp nhau, tiếp xúc với nhau, quan hệ với nhau. Rồi bệnh nó sẽ lây, bệnh lây nhiều thì nhiễm nhiều thì chết nhiều, bệnh viện có chỗ là nó lọc lại y như cái ban đầu. Rồi lại đóng lại cho các bạn, đóng lại cho mà xem. Mở ra thời gian rồi thấy người nhiễm nhiều quá, người chết nhiều quá lại đóng lại cho mà xem. Tôi bảo đảm các bạn luôn. Tại vì bên tôi đã gặp rồi, nước nào cũng gặp hết rồi, cho nên tôi dám khẳng định với các bạn như vậy. Việt Nam có thể tháng 10 này mở cửa, có thể nha. Và nếu mở cửa thì tôi nói giỏi lắm, tháng 2 tháng nữa lo mà đóng lại. Đóng lại xong rồi thấy chịu không nổi lại mở ra, mở ra là thấy chịu rồi là đóng lại, cái làm mãi ha. Bên tôi làm không biết bao nhiêu lần rồi, tôi đếm không ngã luôn. Kể từ ngày 1 tháng 7 nó ổn định, nó mở hoài nè. Chứ còn trước đó đóng mở hoài á. Thì Việt Nam nó cũng vậy thôi, tai dọa gì, thậm chí Việt Nam đóng mở lại hơn nữa, điều kiện khó khăn. Như vậy các bạn thấy này, cái việc mà Cộng sản Việt Nam muốn vượt qua cái đại dịch này, để cho cái dịch này nó không lây lan nữa, nó không lây lan từ người này sang người kia, nó không có người chết vì cái nhiễm bệnh này nữa, trong thời điểm này rất khó khăn. Tôi không biết là chính quyền Việt Nam làm được hay không, tôi không biết, đó là khả năng của họ. Nhưng mà tôi đánh giá rất khó vượt qua. Tại vì tình hình chung cả thế giới nó vậy, mặc dù cả thế giới nó giảm nhiều, riêng Việt Nam là tăng thôi, tại vì Việt Nam ngay từ đầu dịch chủ quan, không có lo chống dịch mà lo hên hoang. Cái chuyện đó mình không nói nữa, tôi nói nhiều rồi. Mà bây giờ muốn dập dịch đây này, muốn khống chế dịch đây này, để cái lượng nhiễm rất là thấp, để cái lượng người chết thấp, để khỏi lây lan từ người này sang người kia, là một việc không hề đơn giản. Vaccine cho đủ mà chích cho 70% dân, 70% chứ ăn thua đó các bạn nhé. Bên tôi chích 90, ngày nào có nhiễm hết, mở TV là nhiễm mở TV là chết vì Covid-19. Không có hết được. Mà chích 2 mũi Pfizer, Moderna tới gần 90% rồi đó. 90. Tiêm vaccine cũng bị nhiễm chứ không phải là không, nhưng mức độ nó nhẹ hơn. Ví dụ như mình không tiêm, ví dụ như mình có 2 mũi vaccine, ví dụ như mình bị mức độ thế này là mình chết, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mình tiêm được 2 mũi rồi á thì mình không chết, mình ngất ngư thôi.
Nhưng mà ý tôi nói tiêm hai mũi vaccine vẫn bị nhiễm như thường. Các nhà khoa học Bộ Y tế Việt Nam cũng nói như vậy đó. Các nhà khoa học người ta cũng nói như vậy, nhưng phải tôi nói bậy nha. Cho nên đừng có chủ quan, có hai mũi rồi là không bị, không có đâu. Có hai mũi vẫn bị như thường. Cho nên các bạn chết hai mũi rồi cũng đừng có chủ quan. Mình còn phải cẩn thận hết sức. Đó là vaccine, à, đó là đại dịch các bạn. Khó lòng vượt qua lắm. Thì nếu vượt qua được thì nếu mà cứ để bình thường vượt qua được thì nó mất vài ba năm nữa. Mất vài ba năm nữa mới bình thường được. Bây giờ ngay cả Canada và Mỹ các bạn, hai bên đều tiêm vaccine rất là tốt. Nhưng mà hiện nay á, bây giờ tôi đi qua Mỹ rất là khó. Và người Mỹ qua bên tôi cũng rất là khó. Không có dễ đâu. Cả hai năm nay tôi đâu có đi Mỹ được đâu. Người ta đòi hỏi thế này các bạn, bây giờ tôi muốn đi qua Mỹ nha. Người ta đòi hỏi này, thứ nhất, ông thì có hai mũi vaccine. Vaccine cuối cùng á là ít nhất 14 ngày, đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai nữa, ông đi test Covid-19 đi, ông bị dương tính hay âm tính, ông có bị nhiễm hay không. Như vậy có nghĩa là sao các bạn? Cho dù ông chích hai mũi, tôi vẫn nghi ngờ ông có thể bị nhiễm. Cho nên tôi muốn qua Mỹ là tôi, thứ nhất là tôi phải có hai mũi vaccine, thứ hai nữa là tôi phải có giấy xác nhận là không bị nhiễm Covid-19. Như vậy tôi mới được đi Mỹ. Tôi đi Mỹ chơi xong rồi, trước khi tôi về Canada là Canada yêu cầu, ê, đi kiểm tra Covid-19 ở Mỹ đi, nói tôi vậy đó. Đưa giấy đây, đi tới cửa khẩu đưa giấy đây, rồi mới được vô Canada lại. Tôi biết đâu được, ông qua Mỹ ông chơi bời, ông gặp em nào, ông ôm ấp rồi, ông bị dính sai biết được. Mặc dù ông chích hai mũi, nhưng mà ông ôm gái, ông vẫn có thể bị nhiễm. Tôi ví dụ như vậy. Đòi hỏi giấy kiểm tra Covid-19 âm tính mới được vô Canada. Ngược lại người Mỹ cũng vậy, người Mỹ qua bên tôi đúng không? Canada yêu cầu này, ông phải có hai mũi vaccine nha, hai mũi nha. Rồi, giấy kiểm tra Covid-19 nào đưa đây. Điều đó có nghĩa rằng ông chích hai mũi vaccine Pfizer hay là Moderna hay Johnson & Johnson, ông vẫn có khả năng bị nhiễm Covid-19. Cho nên bên Canada người ta yêu cầu là ông phải có giấy kiểm tra Covid-19 âm tính rồi. Rồi vô Canada chơi, welcome. Bên này cần khách du lịch lắm, cũng đói chết mẹ rồi. Rồi đi chơi, người dân Mỹ đi chơi đi bời xong, trước khi về Mỹ thì bên Mỹ yêu cầu, ê, ông qua Canada phải không? Ông gặp em nào không? Không có, không tin. Kiểm tra Covid-19 đi. Nếu mà âm tính thì tôi có cho vô Mỹ. Còn nếu dương tính ở lại Canada mà chữa bệnh, cho mày trả tiền mà chết mẹ em luôn. Tôi nói như vậy có nghĩa là sao các bạn? Cho dù bạn chích hai mũi vaccine đi nữa, bạn vẫn có thể bị nhiễm Covid-19. Và khi bạn nhiễm thì bạn lại lấy cho người khác. Khổ vậy đó. Như vậy tôi hỏi các bạn, khi nào hết con virus này? Tôi không biết khi nào các bạn nhé. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm. Chịu, tôi chịu luôn. Mà các nhà khoa học nó không chịu luôn, không gì tôi đâu phải nhà khoa học. Bây giờ tôi quay lại Việt Nam. Nói bây giờ chích ít nhất là 70%, dân số 70% ăn thua, 80-90 cũng chưa ăn thua. Mà bây giờ muốn chích đủ như vậy thì có cái lượng vaccine rất lớn. Việt Nam có 100 triệu dân là nhiều ghê lắm. Canada đây có 38 triệu dân mà chích thì hài hục từ hồi đó đến giờ, bây giờ mới được 90. Chứ huống hồ gì Việt Nam, dân số cấp 3 Canada tôi không biết chích khi nào mới có. Mà trong khi Canada là vaccine thừa thải, tiền bạc vô tư. Thậm chí còn sách đi cho nữa, AstraZeneca cho hết 17 triệu liều cho vô nhóm COVAX hết. Mà một đất nước ít dân như vậy, có một bằng 1/3 Việt Nam thôi, mà tiền bạc vô tư như vậy, mua vô tư như vậy, mà đến bây giờ mới chích được 90%, thì tôi hỏi các bạn, Việt Nam nghèo khổ, vaccine toàn đi xin không nữa. Mà dân số gấp 3 lần Canada, thì tôi hỏi các bạn, khi nào mới đầy đủ vaccine cho người Việt Nam? Khó lắm các bạn. Như vậy cái khó khăn thứ nhất mà tôi đưa ra các bạn xem, mà muốn vượt qua cái khó khăn về đại dịch này không hề đơn giản. Tôi không biết chính phủ Việt Nam có một phép màu nào đó, hay có một cái nhà coi như là chiến lược tư duy nào đó thì tôi không biết. Chứ còn bản thân tôi thấy rất khó. Đó là khó khăn thứ nhất mà tôi liệt kê lên đầu tiên, tại vì cái này nó quan trọng. Khó khăn thứ hai là gì các bạn? Hết tiền. Money. Tiền. Tiền quan trọng lắm. Có tiền là có tất cả, tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là thước đo loài người. Không có tiền là tao với mày liền.
không có tiền, tiền hết mẹ rồi. Các bạn nghe cái ông bộ trưởng gì mà tên Quốc Quốc, tôi chưa bao giờ tôi nghe cái tên này lạ nha. Cái tên tiếng Việt là PHSAC Quốc. Cái tên lạ, một là Phước, hai là Phước, tôi đọc được luôn á. Không biết ông này người gì. Thôi kệ ông người gì kệ mẹ ông. Ngày 16 tháng 9, ông nói, chắc các bạn nghe rồi gì nữa, cái tên quan trọng. Ngân sách trung ương đã cạn kiệt. Ngân sách dự phòng cũng không có luôn. Hết mẹ hết rồi. Và nhà nước ngân sách không có tiền để chi trả lương cho bộ đội và công an đang chống dịch ở phía Nam. Cái lực lượng bộ đội với công an đối với Việt Nam rất là quan trọng. Đó là lực lượng bảo vệ đất nước. Công an cũng bảo vệ đất nước, mà bộ đội cũng bảo vệ đất nước. Cái lực lượng này rất quan trọng. Mà bây giờ là ngân sách cạn kiệt, cả dự phòng cũng hết luôn. Như vậy là tháng 9 này là các đồng chí bộ đội và các đồng chí công an là đắt có lương ở đây. Ông đưa ra như vậy. Thì sau đó lập tức thấy dân nó nhốn nháo quá. Bộ Tài chính mới đưa ra là phải hiểu. Thì hiểu cái ông Quốc này nói như thế này thế kia. Bào chữa các bạn. Bào chữa, tôi đọc cái lập luận của họ tôi không hiểu gì cả. Nó tầm bậy tầm bạ bá lắp bá xà. Và trong đó nó có nói một cái ý mà rất là tầm bậy. Người ta nói là 8 tháng đầu năm nay thu ngân sách tăng, làm sao mà tăng được, nó dốc. 8 tháng nay thất nghiệp ở nhà chết mẹ luôn, nhất là 3 tháng nay. Người cá nhân đi làm cũng ở nhà, thất nghiệp chết mẹ luôn, doanh nghiệp cũng ở nhà luôn, đóng cửa luôn, lỗ chết mẹ luôn. Tiền đâu mà nộp thuế mà nói là thu thuế tăng, nó tầm bậy tầm bạ vậy đó. Đại khái người ta vụng che, người ta khéo chóng. Cái ông đó, cái ông Phất Phất đó là tổng giám đốc của Bộ Tài chính. Nó tổng giám đốc cho ai? Bộ trưởng, tổng giám đốc. Ông là Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông là tổng giám đốc của Bộ Tài chính đó. Ông người cao nhất. Mà ông nói, thì rõ ràng cái ông nói là phải chính xác chứ. Rồi khi bị hớ miệng rồi, bây giờ lại đi bào chữa lại. Ông là sếp mà ai mà dám bào chữa ông được. Nhưng mà họ vẫn cứ bào chữa các bạn. Mà sợ gì cái ông này, ông Phước này, ông nói như vậy là tôi nghĩ không phải là ông ngu đâu. Ông làm tới chức tới bộ trưởng là ông rất là thông minh. Ông buộc phải nói như vậy các bạn. Có thể trong nội bộ của họ đã nói với nhau rồi, nhưng mà người ta lơ lơ lơ. Tại vì ông là bộ trưởng bộ tài chính, ông nắm tiền quốc gia mà. Ông nói hết tiền rồi, nhưng mấy tay kia lơ lơ lơ. Mấy tay kia lơ lơ nói gì hết thì ông mới nói lên public luôn, nói lên công chúng biết luôn. Để cho cái bộ công an và cái bộ biên phòng người ta biết. Để tháng 9 này mà không có lương là cũng thông cảm, tại vì ông đã nói rồi. Ông đứng lên ông nói như vậy là có ý của ông, phải là ông dốt, ông lỡ miệng không có đâu. Ông cố tình ông nói vậy đó. Để cho ông khỏi trách nhiệm. Ông làm giám đốc tài chính như nữa, tổng giám đốc tài chính của công ty Việt Nam như nữa. Mà cuối cùng là không có lương trả nhân viên. Nhân viên ở đây tôi ví von là đó là bộ đội và công an. Thì nhân viên người ta quyền người ta nói chứ. Trưởng phòng công an, trưởng phòng bộ đội người ta quyền người ta nói chứ. Thì tổng giám đốc phải lên tiếng, thì coi như là giám đốc tài chính phải lên. Ê, hết tiền rồi nha. Hết tiền rồi, tôi ví dụ như là đây là công ty Việt Nam hết tiền rồi nha, cho nó dễ hiểu. Công giám đốc tài chính này hết tiền rồi nha. Tôi nói tổng giám đốc có nghe. Tôi nói là phó tổng ông lơ lơ, bây giờ tôi nói thẳng với ông á. Bây giờ công ty hết tiền rồi. Cuối tháng này không có lương. Nói thẳng như vậy. Phải nói thẳng cho đỡ trách nhiệm chứ. Nhưng mà khi nói như vậy cái là nhân bắt đầu nhốn nháo, mà ngân sách nhà nước hết tiền hẻ rồi. Thì lúc đó Bộ Tài chính tức là cái phòng tài chính, mình ví dụ như đây là công ty Việt Nam, cái phòng tài chính mới đưa ra cái văn bản. Phải hiểu cái anh giám đốc tài chính nói thế này mà lập luận rất là mơ hồ, và lập luận rất là tầm bậy tàu lao, giống như đã thấy nói như con nói vậy đó. Mà người ta lập luận như tôi nói đó, nói là thu thuế 8 tháng đầu năm nay tăng cái ông nội tôi, doanh nghiệp tôi đóng cửa hết mẹ, và tiệm rồi phá sản hết rồi, công nhân thì ở nhà, tiền đó mà thu thuế mà nó tăng. Nói bánh láp, nói mị dân, mị vừa thôi. Bây giờ dân người ta khôn lắm, đọc người ta cười cho, làm như ai ngu như mày. Nói cái khơi. Như vậy các bạn thấy, ngân sách trung ương đã cạn kiệt. Và ngân sách dự phòng cũng cạn luôn. Cạn hết. Và các đồng chí bộ đội và công an, cuối tháng này không có lương. Cái mau ở cho rồi. Và
tháng sau cũng có lương, tháng tiếp cũng có lương luôn. Làm như có lương. Muốn có lương á là phải có tự đóng thuế, doanh nghiệp hoạt động thì mới có thuế, cá nhân đi làm việc mới nộp thuế thu nhập, mới tạm thu. Bây giờ ai ở nhà hết, doanh nghiệp phá sản, tiền thuế đâu đóng? Chết mẹ tao bê luôn rồi. Như vậy các bạn, như vậy cái ngân sách, ngân sách Việt Nam mấy hôm nay rất là mỏng. Mà tôi cũng biết cái chuyện đó, ai cũng biết hết. Thu bao nhiêu, rồi chi hết bấy nhiêu, thu bao nhiêu, chi hết bấy nhiêu giúp nhà nghèo vậy đó các bạn. Các bạn tưởng như đất nước Việt Nam giống như cái thằng giống như tôi đi lao động vậy đó. Áo chưa ráo mồ hôi để hết tiền mẹ rồi, giống y cái thằng đó. Các bạn có hình dung là đất nước Việt Nam như giống như cái thằng như tôi này mà đi xe ôm á. Áo chưa ráo mồ hôi để hết tiền mẹ rồi. Ngày nào làm á, có tiền là cày ăn ngày đó, ngày mai làm lại, ngày mai làm lại. Cũng giống như cái thằng Việt Nam vậy đó. Cái thằng Việt Nam cũng vậy, thu hết được đồng nào, tiêu hết mẹ, thu hết được đồng nào, tiêu hết mẹ, giống y vậy, nó khác gì hết. Các bạn có hình dung mà các bạn dễ hiểu. Mà bây giờ là dừng lại cho đi làm nữa, thì rõ ràng tiền đâu, không có tiền. Mới có 3 tháng nay không phải móc mỏ mẹ đâu, không có tiền. Tiền sạch thôi. Mà các bạn biết ngân sách nữa chưa? Ngân sách này là dùng để chi cho những người mà hưởng lương ngân sách nhà nước. Mà cái lực lượng mà hưởng lương sách nhà nước mà quan trọng nhất từ hồi nào đến giờ, cảm ơn Maga Freedom Canada nha. Lát nữa tôi lấy tiền 5 đô tôi đi uống viên hoa tanh. Thank you nha. Cái lực lượng quan trọng nhất á là lực lượng mà giữ an ninh hòa bình cho Việt Nam. Mà tôi liệt kê việc cổng an cũng ai giữ an ninh hòa bình luôn. Tại vì dân loạn quả nó quốc liền, bộ đội nó cũng vậy, giữ an ninh hòa bình luôn. Hai cái lực lượng này rất quan trọng. Và người ta ưu tiên trả lương cho hai lực lượng này. Ở đâu đó anh biết, lực lượng này thì có. Tại vì có nhiều đối tượng ăn lương nhà nước, ví dụ những người làm ở cơ quan chính phủ, những người làm ở các phường, các xã vân vân, các tỉnh ăn lương chính phủ hết. Những người mà ăn lương từ ngân sách nhà nước, cho dù những người đó đói phải chấp nhận, ở nhà bóc gì đó ăn. Nhưng mà lực lượng công an và lực lượng bộ đội là phải có lương, không thể không có lương được. Tại vì hai lực lượng này là hai lực lượng nòng cốt để bảo vệ đất nước. Nhưng bây giờ các bạn thấy ông tổng giám đốc tài chính của công ty Việt Nam, ông Phất, ông tuyên bố là ngân sách trung ương cạn kiệt và quỹ dự phòng cũng hết luôn. Cuối tháng này phòng công an và phòng bộ đội không có lương. Giám đốc tài chính nói rồi, không có lương. Tháng sau chắc cũng có, tháng tới cũng có luôn. Bây giờ ông tuyên bố vậy rồi. Bây giờ ông tổng giám đốc á là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Xuân Phúc, ông chủ tịch có thể ông tổng giám đốc nha, cũng chịu á, nói lơ lơ kể cả coi như là ông Minh Chính biết làm chức gì trong công ty tôi cũng rõ nữa. Nói lơ lơ xong rồi tức có ông nói lên thẳng công chúng luôn, hết tiền rồi sao đừng có nói tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà các bạn thấy không, một công ty mà hết tiền thì sao các bạn? Một cái công ty Việt Nam bây giờ làm không có tiền trả nhân viên thì sao các bạn? Không trả tháng nó còn ráng được, tháng thứ hai chắc nó bỏ đi hết. Rõ ràng thì thôi, mà làm không có lương làm lòng mẹ gì. Thì bây giờ cái công ty Việt Nam bây giờ nó không có tiền trả cho lương nhân viên, mà nhân viên quan trọng nha, nhân viên bộ đội, nhân viên công an quan trọng lắm, mà không có tiền nó chịu được 1 tháng 2 tháng. Tung với thành hiếu với dân yêu đảng thì tao nói 3 tháng, tháng thứ tư nó bỏ nó đi vậy. Phải có tiền nhá, yêu mà chịu. Mà cái chuyện Việt Nam mà thiếu tiền tôi không lạ các bạn. Cho nên tôi làm những cái video trước tôi nói các bạn đó. Người ta thiếu tiền rất là trầm trọng, thiếu ngân sách rất trầm trọng, đến cái độ mà người ta lấy tiền vaccine của các bạn, cái tiền gọi là tiền quỹ vaccine đó, nộp tiền bá tánh vô, huy động tiền bá tánh để tạo thành cái quỹ vaccine để mà đi mua vaccine, mà cuối cùng là không mua. Mua chỉ cho mệt, vaccine đi xin được. Tại vì vaccine á, là tên là Adapt vs Vaccine, INX sản sinh. Vaccine là xin được, khỏi mua, đi xin thôi. Đến đây thời điểm hiện nay 30-40 triệu là vaccine mà mua đồng nào hết, chỉ toàn đi xin thôi. Còn nghe nói mua này mua kia mà nói miệng thôi, chưa biết hồi nào có hay. Tính thời điểm bây giờ toàn đi xin. Nhưng mà người ta không có dùng cái tiền của các bạn đóng để mua vaccine, mà người ta làm việc khác.
Thậm chí đầu tháng 6 ông Minh Chính ông tuyên bố thẳng luôn, đất ngang báo tánh, tôi lấy cái tiền vaccine, cái tiền của vaccine này tôi đưa cho con, cho các công ty vaccine để nghiên cứu vaccine, bá đạo vậy đó. Tiền của báo tánh mà dám đưa vô cái công ty đâu có được. Ba công ty vaccine của Việt Nam là ba công ty kinh doanh, cho dù đó là công ty cổ phần hay là công ty nhất, đó là công ty kinh doanh, thì kinh doanh người ta phải tự lo cái chuyện chi phí, người ta phải tự bỏ chi phí nghiên cứu, người ta phải tự bỏ chi phí thử nghiệm, vân vân và vân vân. Chứ làm gì có cái chuyện lấy tiền ba tánh mà đưa cho ba công ty, công ty đâu sướng, sướng rần, sướng ghê. Làm sai nguyên tắc tài chính. Mà đó là ông nói như vậy đó. Còn ông đưa cho ba công ty này bao nhiêu thì mình đâu có biết. Từ từ hồi tháng 6 giờ đâu có nói đâu, im ra bà ra luôn. Coi như sử dụng tiền ba tánh mà tính rủi, giống như tụi bay đưa tiền tao, tao làm gì tao làm cái mẹ tao. Giống kiểu từ thiện Việt Nam vậy đó. Giống các bạn nộp tiền cho cái tụi số bọc biệt bụng, mày đưa tiền tao là thôi thích làm gì cái mẹ tao. Bây giờ muốn có bằng kia không? Tao đưa, không thì thôi. cái tụi Việt Nam mà cái tụi tư cá nhân làm từ thiện với ngay cả chính phủ người ta huy động từ thiện giống nhau y chang vậy. Tụi huy động mà để thành lập cái quỹ vaccine là huy động từ thiện gì nữa, nó y chang. Coi như cầm quỹ vaccine mà không đi mua vaccine tỉnh rủi như rồi và lấy đưa cho ba thằng vaccine tỉnh rủi như rồi. Đó là nói thôi, còn không biết đưa bao nhiêu thì ai biết. Nhưng mà trường hợp ngẫu nhiên mà tôi đã chia sẻ các bạn, tôi nói lại này. Việt Nam nhập gạo Campuchia, nhập gạo Campuchia cả 8 tháng nay rồi, và nhiều nhất là những tháng gần đây. Nhập gạo Campuchia về ăn, nhập nông sản Campuchia về ăn. Khó tin ha, khó tin thật đấy chứ. Nhưng mà đó là chuyện thật. Tìm các bạn tìm thế này, tìm báo VN Express đăng nhiều lắm. Một cái quốc gia mà xuất khẩu gạo đứng thứ nhì thế giới, ghê gớm lắm chứ các bộ. Ở bên này tôi tự hào Việt Nam tôi này mà mua gạo á. Đây có mấy thằng Tây ăn gạo nhiều lắm. Bây giờ người ta ăn lộn xộn, tôi ăn bánh mì mà mấy thằng Tây đi ăn gạo. Mấy ông ăn gạo không? Ừ, gạo. Không mua gạo thì hỏi tôi. Tôi nghe chưa? Xuất khẩu gạo lớn thứ nhì thế giới, mấy ông biết không? Biết, tôi có nghe. Tôi nói mấy thằng Tây vậy đó. Tôi tự hào lắm chứ. Mà bây giờ tôi vỡ mặt bởi vì Việt Nam tôi xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới, bây giờ đi mua gạo Campuchia về ăn nhục hơn cả nục nữa. Nhục có ê chê. Như vậy từ hồi nào giờ Việt Nam thì hai hụt, nông dân làm ra gạo chết mẹ luôn, làm bao nhiêu gạo đem bán hết, đem bán gạo tốt hết. Bên này gạo tốt lắm, gạo Thái Lan loại 1, loại gạo Việt Nam loại 1, bên tôi ăn gạo toàn loại 1 thôi thì mới xuất qua North America được chứ, dễ gì vô thị trường này các bạn. Việt Nam làm bao nhiêu gạo, gạo ngon gạo đẹp xuất đi nước ngoài bán hết, còn để gạo bèo lại cho dân Việt Nam ăn. Mà để lại gạo bèo mà để cũng bao nhiêu nữa. Có như gạo bèo thì bán cho nước bèo, bán cho ba cái thằng châu Á, bán cho ba cái thằng châu Phi nghèo ăn hết. Coi như làm được bao nhiêu, bán hết. Kiếm đô la về đi trả nợ, làm chuyện này chuyện kia, đến cái mức độ mà dự trữ lương thực nó mỏng lên le. Nó mỏng lên le. Cho nên khi mà phong tỏa 3-4 tháng này rồi, nhà nước đâu có hỗ trợ gì lương thực cho dân đâu. Có đâu hỗ trợ. Mình nói cộng sản ác thì cũng phải, cũng chưa hẳn như vậy. Họ không có gạo để hỗ trợ, chứ không phải người ta ác. Nói ác thì cũng không sai, nhưng mà nói nó ác không thì cũng tội cho người ta. Họ không có. Phong tỏa mấy tháng trời ở thành phố Hồ Chí Minh, mấy tháng trời mà đâu có hỗ trợ gạo gì đâu. Để dân tự lo với nhau vậy đó. Rồi sau này gần đây, cách đây nửa tháng, gần tháng, thấy dân đói quá. Nhân bây giờ người ta không tự lo được nữa, thì lúc đó mới xì gạo ra, mở con gạo ra, mở hé cho thằng được mấy cân. Không có gạo, nhà nước không có gạo. Tại vì dân đông lắm, dân cả 100 triệu dân lận cho nhiều lắm, dư trữ thấp lắm. Rồi tiền cũng có nữa, tiền tôi nói rồi, tiền cũng có tiền nữa. Ngân sách cũng có tiền. Cho nên ngân sách là để đó, mà để dành cho, để chi trả cho những cái chính sách công, những cái người mà ăn lương ngân sách nhà nước, người ta để dành đó, người ta trả. Nhưng người ta không dám lấy tiền để cho dân ăn, tại vì dân thường thường là người ta tự làm, người ta tự ăn, đâu có ai cho người ta đâu. Lương thì người ta công ty người ta trả, hay là người ta tự làm ra tiền người ta ăn, người ta kinh doanh người ta ăn, chứ người ta đâu có ăn lương nhà nước. Những người cán bộ mà làm trên bộ phận của nhà nước, những người ăn lương ngân sách đó, thì mới hưởng lương ngân sách. Cho nên nhà nước sử dụng cái tiền ngân sách đó để trả lương cho những người mà ăn lương ngân sách và những cái việc mà chi công của Việt Nam. Chứ bản thân nhà nước cũng không dám lấy tiền ra mà cho dân ăn.
tiền đâu ăn, tiền đâu đưa, không có tiền. Cho nên có nói 62.000 tỷ nó nhấp 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 vậy đó, rồi 26.000 tỷ được có lên tivi nhận, rồi sau đó cũng là thấy dân đói quá thì cũng đem ra cho người ít ít, người người giàu thì cho 3.710.000, mà người nghèo 1.500.000 chờ hoài không có, có người có người không. Cho lần đó thôi đó, tôi hỏi các bạn cho 3.710.000 ăn cái gì, cho còn lần nữa ăn cái gì, được được có 1.500.000 đâu ăn cái gì, không ăn được cái gì hết á. Ngay cả ở Việt Nam bây giờ một người mà làm tháng 3.000.000-4.000.000 ăn cũng ngất ngoại, ăn cũng khó khăn rồi, huống gì cho lần được có 3.000.000 làm cái gì, huống hồ gì dân nghèo cho 1.500.000 tôi biết làm cái gì nữa. Người ta không có tiền, các bạn nó cộng sản ác, nó bắt dân ở nhà, nó không cho đi làm mà nó cũng cho tiền, cũng đúng, nhưng mà nó ác không tội nó, tại vì không có tiền đâu cho, không có tiền lấy gì mà cho. Tiền ngân sách thì có đúng vậy đó, để mà chi phí cái chuyện khác, mà chi phí lương là chi phí lương cho những người mà ăn lương của ngân sách nhà nước như tôi kể các bạn đó. Và đặc biệt là quan tâm nhất là cái lực lượng bộ đội công an phải có lương cho họ, để họ mới cầm súng để bảo vệ đất nước, chứ công an nó bảo vệ đất nước, bộ đội nó bảo vệ đất nước, mà hai cái lực lượng này mà không có lương thì rất nguy hiểm. Còn những cán bộ làm văn phòng cứ như từ ấp, từ xã, từ thành phố, từ tỉnh, từ trung ương lên, nhịn đói 1-2 tháng được, nhưng mà bộ đội công an phải có lương, tại vì họ là những người mà bây giờ người ta nói là người chống dịch, nhưng mà tôi nói là người chống giặc là đúng hơn, giặc đây cũng có thể là gọi là nhân dân gọi là giặc. Phải có lương cho họ. Mà bây giờ là ông bộ trưởng Phúc ông nói là ngân sách trung ương cạn kiệt và ngân sách dự phòng cũng hết. Tôi không biết lương đâu mà trả nữa, chết mẹ. Như vậy các bạn thấy này, tiền cũng có luôn, lương thực cũng có, cái khó khăn đó, lương thực với tiền tôi nhốn chung vô một cái, không tách hai cái ăn được cho rõ ràng được. Bây giờ đại dịch thì khó lòng vượt qua, mà tiền thì không có, lương thực thì mỏng, mà phải đi mua gạo Campuchia về ăn. Mà mua gạo Campuchia đi mua bò điên ở Brazil thì cũng phải có tiền chứ, có tiền mới mua được chứ, cho nên đem tiền báo tánh đóng góp vaccine đi mua đó, đi mua ăn đó, mà tiền đang thiếu mà xách tiền đi mua. Bên Campuchia với bên Brazil người ta bán hàng, người ta nhận tiền đô la Mỹ, người ta đâu có nhận tiền đồng Việt Nam, người ta đâu nhận các bạn. Bây giờ cái thứ ba là khó khăn gì nữa các bạn? Khó khăn về kinh tế, các doanh nghiệp. Cái này quan trọng nha các bạn, quan trọng lắm nha. Ở Việt Nam các bạn, đa số là ngành công nghiệp gia công. Ngoài nông nghiệp ra các bạn ngất ngoài, kể các bạn đó, bây giờ lương thực cũng thiếu công Campuchia nữa, gia công. Việt Nam là một trong những nước gia công mạnh nhất thế giới. Các bạn đừng có khinh coi thường Việt Nam. Cho nên tôi nói chuyện về Việt Nam tôi nói khách quan đó các bạn, chứ tôi không phải là cái gì tôi nói xấu. Tôi nói Việt Nam mới xuất khẩu gạo nước thứ nhì thế giới, nó đi nó lại rồi mà tôi tự hào cái chuyện đó. Tôi đang nói sản xuất này, Việt Nam mới các bạn là một trong những nước có một cái nền gia công mạnh nhất thế giới, kinh khủng lắm. Gia công, tôi nói gia công thôi, tại vì mình Việt Nam có thương hiệu gì mạnh, gia công cho họ cũng được, có sao đâu. Việt Nam, Bangladesh này, Trung Quốc này, nhất Việt Nam làm cái chuyện này giỏi lắm, mà tay nghề Việt Nam rất giỏi. Ở bên này áo tôi mặc nó như dân Canada mặc nó như Made in Việt Nam, theo tôi nghĩ chiếm hơn 50% nhiều chứ. Áo quần dài lật ra toàn Made in Việt Nam, Made in Việt Nam rất nhiều. Ngay cả bàn ghế vậy, bàn ghế gỗ Made in Việt Nam rất nhiều nhá. Chủ yếu là gia công, công nghiệp gia công. Mà bây giờ đại dịch thế này, thằng nào đóng cửa hết. Đâu có cho làm, mà những cái ngành gia công các bạn nha, cần một lực lượng nhân viên rất đông, một lực lượng công nhân rất là đông, ví dụ may chẳng hạn, cần cả 10.000 nhân viên là bình thường các bạn. May dày á, 10.000, 20.000 công nhân là bình thường, đông dễ sợ lắm. Mà đông như vậy á, mà đi làm rất dễ bị lây nhiễm. Các bạn vô những cái dây chuyền may ngồi sang sát nhau, dây chuyền dày ngồi sang sát nhau, sang sát mới làm được chứ.
chứ mà cách nhau 2 mét sao làm. Tôi vô dây chuyền, may tôi vô dây chuyền dày rồi. Khi người ta làm xong cái đoạn này, người ta đưa qua, người ta đưa qua đồng nghiệp, người ta làm đoạn này, người ta đưa đồng nghiệp đứng 2 mét sau đứa. Không được. Đứng gần mới đưa được, cái đặc thù ngành nó như vậy. Mà làm như vậy thì dễ bị lây nhiễm, biết thằng nào nhiễm. Cả đám công nhân, cả ngang thằng này, một thằng nhiễm thôi nó bị hết cả đám. Đi, nhà nước không cho đi làm. Không cho đi làm. Ở nhà chơi. Thất nghiệp chết mẹ luôn, mấy tháng này đói chết mẹ luôn. Đứa nào bò về quê được bò rồi còn một mớ, bò muốn bò về quê bây giờ cũng được, bây giờ chích chích ngất chích ngưỡng tiền ấy. Thì không có tiền, tiền ăn cũng có, tiền đóng nợ trọ cũng có luôn, cũng biết chết thì sống. Mà công nhân ở nhà như vậy, công nhân không có tiền, thất nghiệp. Rồi doanh nghiệp nó đóng cửa, không có công nhân đâu làm. Mà doanh nghiệp đóng cửa thì doanh nghiệp lỗ, tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả, chi phí này chi phí nọ vẫn phải trả. Ngân hàng đâu có giảm lãi đâu. Và đặc biệt đơn hàng ngoài không thực hiện được. Tôi ví dụ mấy xí nghiệp may nó nhận mấy cái đơn hàng của nước ngoài, mấy cái hãng, mấy thương hiệu may lớn ở Mỹ, ở Canada, ở Anh, ở Úc, châu Âu vân vân, nhận rất là nhiều đơn hàng các bạn. Nhưng mà đơn hàng nhận xong rồi để đó không có làm cho người ta. Không làm sao làm được? Công nhân nghỉ hết mẹ rồi làm gì? Mà không làm cho người ta thì như vậy là bị đứt đoạn của họ. Người ta gọi là bị đứt, gọi là supply chain thôi, đừng nói chuyên môn nữa mệt. Đại khái thế này, đại khái người ta đưa đơn hàng cho mà không làm cho người ta thì rõ ràng là ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của người khác. Tôi đưa cho ông để ông may áo may quần, bóng đắp may. Bây giờ tôi lấy hàng đó tôi bán. Tôi lấy hàng đó tôi bán ở Mỹ, bán Canada, bán ở châu Âu. Trong khi Trung Quốc vẫn may bình thường, Bangladesh, Campuchia may bình thường mà ông có hàng. Tôi thiếu hụt. Tôi dự kiến là tháng này tôi tiêu thụ chừng này đôi giày, chừng này cái áo, ví dụ như vậy. Mà bây giờ ông là ông không làm gì hết, bây giờ tôi thiếu. Bây giờ đại lý tôi nó đòi hàng không có, ảnh hưởng dây chuyền dây sở lắm. Và nó ảnh hưởng một vài ngày, một vài tuần thì nó còn chấp nhận được. Tại vì nó có thể điều động từ chỗ này chỗ kia. Nhưng mà nó ảnh hưởng từ tháng này qua tháng nọ, ai mà chấp nhận được. Không ai chấp nhận được cái chuyện đó. Thế là nó rút đơn hàng đưa qua thằng khác làm. Thằng nó có kể, ê qua đây, nãy kia qua đây. Qua đây tôi làm cho. Bên này lực lượng vô tư qua đây, Bangladesh, hey, qua đây may cho, Campuchia phải qua đây, Việt Nam bỏ đi. Mẹ nó không biết bao giờ nó mở cửa hết trơn, nó xấu Việt Nam để nó hưởng. Thế là Nike cầm đơn hàng đi, hãng này cầm đơn hàng đi, đi hết. Riêng ở châu Âu với các bạn, Eurocharm ở Việt Nam nha, tuyên bố là hơn 12% đơn hàng đã rời bỏ Việt Nam, đưa qua chỗ khác làm. Và Eurocharm tuyên bố nếu mà Việt Nam cứ đóng cửa thế này là chúng tôi có thể rời bỏ Việt Nam, đi quốc gia khác. Đó điều hết sức đau đớn. Còn bên Mỹ tôi chưa nghe nói gì hết, mà tự nhiên là move out hết, biến hết. Nike biến. Cái nhà máy mà đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc ở Việt Nam, kêu gọi giỏi thiệt đấy chứ. Xây cái nhà máy mà lớn thứ hai đi. Ghê chứ. Không chịu nổi, mấy 3 tháng là không chịu nổi, tại vì đứt cái dây chuyền của họ, đứt cái gọi là supply chain, tức là cái biết tiếng Việt cái gì hay? Thôi tôi nhớ tiếng Việt cái mẹ. Đặc khai là cái người ta đưa giao công theo một cái công đoạn người ta thế này mà tự nhiên người Việt Nam đứt mẹ, nên còn những cái chỗ khác nó không làm được, nó phải liên tục thế này thì mới được. Chứ còn tự nhiên ở Việt Nam nó chặn lại thế này cái là tự nhiên cả cái hệ thống người ta đứt quãng hết, người ta phải rút, nó phải ảnh hưởng tới kinh doanh người ta. Ghê không? Mà các bạn Việt Nam sống á, là nhờ các doanh nghiệp ở nước ngoài đầu tư. FDI quan trọng lắm. Mà xuất khẩu Việt Nam mà tính ra tỷ này tỷ nọ là chủ yếu là do các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, chứ không phải do các công ty Việt Nam các bạn. Doanh số xuất khẩu này kia nọ là phần lớn đa số là các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Thì khi mà xuất như vậy là Việt Nam thu thuế sướng, người ta làm ăn được, người ta nộp thuế cho nhà nước, đưa vào tiền ngân sách đã đời lắm. Bây giờ đơn hàng đưa hết nước ngoài, thậm chí nó gỡ nhà máy, nó cái chuyện đi chỗ khác, thuế đâu mà thú, lại liên quan đến tiền. Đó là doanh nghiệp nước ngoài nha. Còn doanh nghiệp Việt Nam càng thê thảm hơn nữa. Gia công cho họ mà bây giờ không gia công được, làm ảnh hưởng tới cả một cái hệ thống của họ, rút đơn hàng đưa đi nơi khác. Doanh nghiệp Việt Nam phá sản, công nhân thất nghiệp,
công nhân thất nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam phá sản, thuế đầu nộp, có hoạt động đầu nộp, nền kinh tế lụng bãi. Nền kinh tế phát triển là nhờ doanh nghiệp, nhờ công ăn việc làm, nhờ làm tiền kiếm tiền ra. Và bây giờ thằng thì chết, thằng thì bỏ đi, kinh tế suy sụp. Bây giờ làm sao cứu vãn được các bạn? Muốn cứu vãn thì hãy mở cửa đi. Eurocharm nói là ông phải mở cửa, không thôi thuốc hết. Hiện tại thì chưa rút này, nhưng mà ông có đóng thế này tôi rút. Ông chủ tịch Eurocharm nói thẳng. Mà bây giờ dám mở cửa không? Dám mở cửa không? Mở cửa thì mở thì mở. Mở nhưng mà rồi lại lấy bệnh. Lấy bệnh rồi là chết chắc. Khó lắm các bạn. Như vậy cái bài toán mà để cứu vãn, để giữ chân các doanh nghiệp nước ngoài nó khỏi ra đi rất khó. Và để hạn chế các doanh nghiệp Việt Nam phá sản cũng rất là khó. Ngay cả cái đại dịch này, nhà nước Việt Nam đâu có hỗ trợ gì cho doanh nghiệp đâu. Không có hỗ trợ gì hết. Không cho một cắt nữa. Ở bên tôi nè, doanh nghiệp mà thời gian đóng cửa, nhà nước hỗ trợ rất là nhiều. Ngay cả tiệm nail các bạn nhé, tôi quen mấy người làm tiệm nail nhé. Họ nó đóng cửa nha các bạn. Nhà nước hỗ trợ tiền thuê mặt bằng tới 50%. Là. 50%. Tất nhiên là họ không thể hỗ trợ hết được. 50% là cũng khá khá rồi. Nó bắt đầu cho đi làm dần vậy đó. Rồi các doanh nghiệp tùy lớn nhỏ người ta hỗ trợ. Nói chung là người ta hỗ trợ rất tốt. Nhưng mà rõ ràng mà đầy đủ 100% thì không thể được hỗ trợ. Không sao để đu được. Giống như bọn tôi cho tôi 2.000 làm cái mẹ gì. Tại vì bình thường thu nhập tôi là hơn 2.000. Mà tôi phải ở nhà. Vì tôi đồng lòng nhà nước chống dịch. Thì nhà nước cho tôi 2.000 thôi. Chẳng lẽ cho bằng lương tôi có chuyện bây giờ có. Nhưng mà 2.000 thì ăn đủ không sao. Mình phải chịu khó vậy sao? Tôi ví dụ như vậy, doanh nghiệp cũng vậy. Người ta bắt không hoạt động được thì nhà nước phải hỗ trợ cho người ta ít ra được 1%. Nhưng mà Việt Nam có hỗ trợ gì đâu. Ủa, doanh nghiệp chết mẹ. Lãi ngân hàng nó trả giảm, thậm chí mấy thằng shipper mà đi lên ngân hàng mà vay tiền mà đi mua xe trả góp để làm ăn thôi, bây giờ thu xe người ta tôi lại luôn. Mấy bữa nữa mà shipper con mẹ gì nó chạy bữa được bữa cái thì nó không có tiền đóng ngân hàng, vậy mà thu xe của người ta ác chứ bằng ác nhân ác đức. Mà nhà nước không có can thiệp gì cả. Ngay cả ở đây giống ở Mỹ nè, những người á mà thuê nhà ở nhà đâu có tiền đâu, cho hai ngàn chi phí nhiều thứ nhiều khi đâu có đủ. Nhà nước nha cấm chủ nhà không được đuổi người thuê nhà ra khỏi nhà. Ghê không? Không được đuổi. Họ không có tiền kệ họ để ở đó. Vậy mới được nhà nước có quyền chứ. Để đó, cho mắc nợ. Từ từ tính. Tất nhiên nhà nước không có trả tiền thuê cho người đó. Nhưng mà để đó từ từ tính. Để sau này từ từ tính. Nhà nước không cho phép chủ nhà đuổi người thuê ra khỏi nhà. Cho dù người ta không nộp tiền. Đó là luật. Cấm. Người ta làm vậy, người ta bảo vệ dân vậy. Rồi nó bắt tôi bắt nợ đi. Rồi sau này hết dịch không làm trả. Rồi còn nhà nước hỗ trợ không từ từ tính. Tại vì nhà nước cho 2.000 rồi. Tương tự như cái tôi nghe thằng shipper giới hạn. Nó nghe chết mẹ luôn. Nó vay mấy chục triệu đi mua cái xe. Nó về nó chạy thì nó trả góp. Rồi bây giờ cái thời buổi này nó chạy bữa được bữa cái. Đâu có chạy nhiều đâu. Mà bây giờ hắn trả tiền mà thu cái xe của nó. Nó chết nữa. Nhà nước không có bảo vệ gì hết. Tôi lại luôn. Như vậy bây giờ làm sao để cho các doanh nghiệp Việt Nam nó hết phá sản? Một bài toán vô cùng khó là phải hỗ trợ. Mà hỗ trợ tiền đó mà hỗ trợ. Tiền mà cho bộ tiền mà trả lương cho bộ đội công an nữa. Đéo có nữa, lấy tiền đó mà hỗ trợ doanh nghiệp. Rồi làm sao mà để cho các công ty nước ngoài nó đừng có lấy đơn hàng, nó đi chỗ khác. Tại vì nó đã lấy đơn hàng, nó đi chỗ khác rồi. Mà chờ nó quay về khó lắm các bạn. Nó đã đi rồi thì nó đi luôn, nhưng bao giờ nó quay về được hết. Cho dù nó có tình cảm riêng với ông chính đi nữa cũng chịu. Đó là công việc làm ăn của họ. Khi mà họ lấy cái đơn hàng này, họ qua cái thằng Trung Quốc chẳng hạn, qua cái thằng Bangladesh chẳng hạn, thì mấy thằng đó nó ôm liền. Ông qua đây đi, tôi may cho ông, bên tôi hết dịch rồi, có ai dịch đâu, vay thoải mái giá thế này. Tôi may cũng đẹp như Việt Nam vậy. Tôi đôi may đâu có xấu hơn đâu. Bên qua bên này có bên này, nó giữ khách chứ. Sau này lỡ hết dịch rồi cái hạng này nó cầm lại đưa Việt Nam cũng rất là khó các bạn. Thà nó mở rộng sản xuất, nó mở rộng kinh doanh, nó có đơn hàng mới nó đưa Việt Nam rồi, còn nó giật rất khó, đã ra đi rồi rất là khó. Kêu gọi người ta tới đã khó rồi, mà khi người ta ra đi rồi mà kêu lại, rất khó, gần như là không thể.
Rồi bây giờ khó khăn quá, các doanh nghiệp nước ngoài nó bỏ, nó đi chỗ khác. Giống như cái thời gian các bạn nhớ Trung Quốc không? Bỏ Trung Quốc qua Việt Nam không? Nghĩ là Việt Nam ngon, không bị dịch, mà thật ra nó dịch quá, tôi không điếu nữa. Có điều rất biết thôi. Thì bây giờ Việt Nam cũng tương tự như vậy, dịch bệnh quá, bây giờ họ phải rút công ty ra khỏi Việt Nam. Thì khi người ta rút như vậy, thì liệu Việt Nam có giữ chân họ được không? Không phải dễ, không phải dễ các bạn. Vô cùng khó khăn. Tôi thấy khó đó, cho nên tôi mới làm Thủ tướng Việt Nam được. Còn ông Chính giỏi thì ông làm. Từ ông nghĩ ra đi, tôi chỉ nêu đến các bạn cái hiện tượng mà thôi. Đó là khó khăn thứ ba mà tôi nghĩ cũng rất khó vượt qua. Theo tôi như vậy. Thì còn biết đâu được chính phủ Việt Nam người ta giỏi gấp trăm gấp ngàn tôi, người ta vượt qua thì cái chuyện nó chuyện khác. Bây giờ cái yếu tố tư cũng là yếu tố cuối cùng trong cái video này. Đó là hạn chế bạo loạn, khống chế được bạo loạn. Chính phủ Việt Nam chắc chắn người ta sẽ đưa phương án này ra, chắc chắn. Mà thậm chí đưa trước dịch này. Người ta đề phòng bạo loạn có thể xảy ra. Và người ta phải cố gắng khống chế. Tình hình bây giờ tôi thấy nó hơi khó. Bản thân người dân Việt Nam rất an phận. Tại vì người ta đã huấn luyện từ khi sinh ra đến nay rồi. Cái lứa tuổi như tôi này là có thể nói là đầu tiên ở Cộng sản. Cho đến bây giờ cũng già mẹ gần 50 rồi, 50 rồi, có người 50 năm mấy rồi. Còn những người mà lớn hơn tôi nữa, là những người có thể là nhỏ nhỏ ở chế độ cũ, thì người ta ít bị nhồi sọ hơn. Tại người ta có thể học lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 7, lớp 8 ở chế độ cũ, ít bị hơn. Còn lứa tuổi như tôi là nhồi 100%. Nhưng mà những người như tôi trở lên, những người mà ở chế độ cũ vẫn già hết mẹ, cũng chẳng làm được cái mẹ gì hết. Năm mấy tuổi, 60 làm được cái gì. Còn cỡ như tôi là gọi là cái tuổi mà già nhất trong cái đảng Cộng sản, bị nhồi sọ. Đúng không? Dạ nhất. Thì cái tuổi như tôi trở xuống thì may ra mới có mới nghĩ tới cái chuyện là coi như là chung với đảng, hiếu với dân. Tại vì bị nhồi sọ mà. Nhồi sọ từ khi mẫu giáo cho đến khi lớp 12, lên đại học cũng còn nhồi. Học thạc sĩ cũng nhồi, mà tiến sĩ cũng nhồi. Cho nên nó bị sức y rất là lớn. Bị sức y rất là lớn. Mà nói mà dân mà đứng lên mà đấu tranh, tôi nói cái chuyện này rất khó xảy ra. Rất khó, tại vì người ta đã huấn luyện thành một con robot rồi. Nói chết là phải chết, nói sống là sống, nói đứng là đứng, mà nói ngồi là ngồi. Đa số người Việt Nam bây giờ như vậy. Người ta dùng những điều rất mạnh và làm cho người Việt Nam rất sợ, không dám ho hé. Người Việt Nam có thể, người nói là người Việt Nam hung dữ. Những nhà khoa học nói người Việt Nam hung dữ, đúng. Mà người Việt Nam hung dữ là người ta hung dữ với nhau. Người ta hung dữ với nhau, người ta không dám hung dữ với chính quyền, người ta rất sợ chính quyền. Và chính quyền ở đây, mà nói trắng ra, đó là công an và bộ đội. Nó thẳng ra hai lực lượng nòng cốt mà hồi nãy tôi kể các bạn, hết tiền trả lương mẹ rồi. cho nên nói mà bạo loạn từ dân, mà từ nổi lên, thì điều đó rất khó. Rất khó xảy ra, tôi nghĩ khó xảy ra, tại vì dân, như tôi nói, bị huấn luyện từ nhỏ rồi. Thì cỡ như tôi là già nhất trong cái đám cộng sản nhôi. Còn cái đám lớn hơn tôi đừng già nữa, gần chết đi không nổi nữa, đấu tranh với mẹ gì. Rất là sợ. Và như tôi nói, nó chết là chết, nó sống là sống. Nói chui xuống đất là chui, nó nhảy xuống biển là chạy. Đại khái như thế. Rất khó có thể đứng lên mà có thể nói năng gì cộng sản, cho dù đói gần chết cũng nằm đó dơ bộ xương thế này, cũng chạy chết mà thôi. Nhưng người ta vẫn đề phòng các bạn. Đề phòng vẫn có thể xảy ra. Thì người ta phải, bây giờ đến giai đoạn này rất khó khăn. Dân tình rất đói. Mà khi đói rồi và điên điên, người ta có thể làm liều. Ở nhà hoa chập điên không nữa. Điên cộng đói có thể làm liều. Mà người ta biết rằng là dân chúng nó không giá, nhưng người ta vẫn đề phòng các bạn. Nhưng bây giờ có một yếu tố khác, nó lại tác động tới dân. Đó là cái yếu tố mà ngân sách nhà nước cạn kiệt, không có tiền trả lương cho bộ đội và công an. Mà lực lượng bộ đội công an, dân nói dân sợ chính quyền, thật ra sợ bộ đội và công an, sợ mấy thằng cầm súng. Nói dân sợ chính quyền mà thật ra là sợ bộ đội với công an. Mà đặc biệt là sợ công an gần dân hơn. Nhưng bây giờ hai cái lực lượng này là đất có tiền trả nữa, lương đéo có. Liệu hai cái đối tượng bộ đội công an này có trung với thành, hiếu với đảng, hiếu với dân nữa không?
Cũng có chứ, có vài tháng thôi. Các bạn biết cái lực lượng công an ấy, người ta xây dựng rất là khôn ngay từ đầu. Muốn vô công an ấy các bạn là phải con cháu loại 1, loại 2 mới vô được nha. Con cháu loại 1, loại 2, dân Việt Nam hạng nhất, hạng hạng 2, tức là con cộng sản mới vô ngành công an được cho dùng công an phường. Đó là con cháu cộng sản các bạn, công an phường là đẹp nhất rồi chứ nữa. Nhưng mà đó là con cháu cộng sản, chứ còn cỡ như tôi không cho vô đâu. Và vì dân loại 4 không cho vô đâu. Cho nên cái đám công an này là rất trung thành với đảng, rất trung thành. Người ta lựa chọn những người như vậy để làm gì? Để khi có những cái sự khó khăn, những cái sự xáo trộn xảy ra thì người ta vẫn trung thành với đảng. Còn cái lực lượng quân đội là khác, lực lượng quân đội mà cái đám sĩ quan á, thì là con cháu Việt Nam hạng nhất hạng nhì, tức là con cháu cộng sản, đám sĩ quan. Còn cái đấng lính ở dưới có thể là những thằng như tôi, có thể những thằng đi bộ đội bình thường là thường thường, cũng có dân dân cộng sản mà cũng có dân là bình thường làm lính, còn sĩ quan bộ đội quân đội là toàn con cháu cộng sản và gần như chúng nó là đảng viên hết, con cháu cộng sản mà. Để những khó khăn thế này là họ phải trung với thành, trung thành với đảng, hiếu với dân thì không có đâu, hiếu mẹ trung thành với đảng, không có lương cũng phải trung thành với đảng, bóc mất ăn đại khái như vậy. Người ta xây dựng cái lực lượng như vậy. Còn nhóm bộ đội ở phía dưới này có thể không phải đảng viên, không phải cộng sản, nhưng mà mấy thằng sếp của nó là đảng viên thì nó vẫn kiểm soát được. Cho nên cái đám bộ đội công an này là cái đám này là dân nó sợ nhất, nó sợ chính quyền, thật ra nó sợ công an và bộ đội, tại vì mấy thằng nó có súng. Nhưng mà các bạn có tưởng tượng, mặc dù là nhồi nhét trung thành với đảng rồi, nhưng mà đói quá là sao? Cô ít này em có lương rồi, tháng 10 em có lương. Đầu tiên cầm cái súng thế này, canh giữ hòa bình. Cuối tháng 9, có lương chưa anh em? Chưa có. Súng hạ xuống một tí. Yếu là buồn rồi, ở nhà vợ con đói, cha mẹ đói. Đến tháng 10, có lương chưa anh em? Không có, hạ xuống một tí nữa. Đói chết mẹ rồi, con ở nhà đói em có sữa uống rồi. Mẹ già cũng có sữa uống rồi. Đến tháng 11 có lương chưa anh em? Cũng chưa, hạ xuống một tí nữa. Đói gần chết mẹ rồi. Tháng 12 có lương không em? Vất súng luôn. Không có tiền thì khỏi trung thành đi, mặc dù là nhiễm, mặc dù trong đầu luôn luôn nghĩ như vậy, nhưng mà cái đồng tiền nó chi phối, cái dạ dày nó chi phối, dạ dày nó chi phối. Cho nên đến một lúc nào đó, có thể là tháng 12, có thể tháng 1, tháng 2, khi nó đói quá các bạn, nó là quay lại, nó quay lại, nó cắn mấy cộng sản, nó quay lại, nó ủng hộ nhân dân. Nó thấy đói có nó chịu không nổi, bây giờ mình cũng đói, công an nó bộ đồ đó, nhân dân nó cũng đói, tạo thành một phe đói, tạo thành một phe đói với nhau. Và tất nhiên những cái thằng sĩ quan công an, những cái thằng sĩ quan bộ đội nó không bao giờ nó đói cả, tại vì bây giờ tiền của nó ăn cả đời cũng hết. Nhưng mà những thằng lính dưới nó đói, những thằng công an lính dưới nó đói, những thằng bộ đội lính dưới nó đói, thì nó quay lại nó cút mấy sĩ quan, mày có tiền mày không cho tao hả, lương bổng có mày giàu rồi, cút. Lúc đó tự nhiên nó được quay lại với nhân dân, tại vì nhân dân cũng là lũ đói, xin lỗi nha, dùng cái từ cho vui nha, nhân dân là bốn như tôi cũng là lũ đói, mà chiến sĩ công an, chiến sĩ bộ đội cũng là lũ đói, lũ đói thì nó gặp nhau, người ta mua ngựa ta mã, thì lúc đó nó trở thành một khối và có thể nổi loạn xảy ra. Khi mà công an bộ đội mà nó quay về nhân dân rồi thì lúc đó nhân dân mới mạnh miệng các bạn, chứ còn mà bộ đội công an mà nó ăn no rồi mới là công là nhân dân nó sợ à. Nhưng mà cũng có thể lúc mà cái thời gian này cũng có thể lúc mà nó nghèo nó có tiền rồi, đến một lúc vài ba tháng, có thể là cuối tháng 11, tháng 12, tháng 1 gì đó, tháng 32 gì đó, thì bọn nó không có lương, nó quay lại nó cút mấy người sếp của nó và nó quay lại nó ủng hộ nhân dân, và lúc nó nhân dân lúc đó mới mạnh miệng mới thực hiện cái cuộc cách mạng của mình. Mà liệu liệu chính quyền Việt Nam có thể vượt qua cái này không, có vượt qua cái này không, có đủ tiền mà chi trả cho các đồng chí bộ đội công an để mình canh giữ cái đất nước không, có hay không? Do họ, tôi nói khó, tại vì cái này liên quan đến tiền, tiền đâu, tôi nói khó khó, nhưng mà họ vẫn có thể làm được, họ vẫn có thể làm được các bạn, họ làm được tới đâu thì chưa biết. Như vậy là tôi trình bày cho các bạn bốn yếu tố mà hiện nay cộng sản Việt Nam đang gặp phải và rất khó khăn.
Và người ta đang quyết tâm vượt qua bốn cái khó khăn này. Người ta đang quyết tâm, rất quyết tâm. Và tôi cũng có thể là suy đoán, phân tích người ta đi hướng nào, tôi cũng đang suy đoán được. Tôi đang suy đoán cái chuyện đó. Và người ta vượt bằng cách nào? Người ta vượt qua đại dịch bằng cách nào? Người ta vượt qua khó khăn về ngân sách bằng cách nào? Người ta vượt qua khó khăn về lương thực bằng cách nào? Người ta vượt qua khó khăn về có thể là bạo loạn xảy ra bằng cách nào? Tôi sẽ trình bày cho các bạn tối nay, có thể nha.